Xin chào bạn, tôi Nguyễn Tùng Sơn đây. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách để làm sao đó bạn có thể add tài khoản quảng cáo vào trong tài khoản doanh nghiệp. Để add tài khoản quảng cáo vào trong tài khoản doanh nghiệp thì đầu tiên bạn cần phải xem video trước đây của tôi, đó là làm như thế nào đó để add tài khoản quảng cáo, làm như thế nào đó để tạo ra một tài khoản doanh nghiệp. Thì tôi có đăng lên trên kênh YouTube là Sơn PS. Bạn có thể vào trong này để tìm và xem hướng dẫn video đấy. Thì khi mà bạn đã tạo được tài khoản doanh nghiệp rồi thì bạn hãy vào giúp tôi cái website đó là business.facebook.com. Đấy, business.facebook.com thì nó sẽ ra cái trình quản lý doanh nghiệp giống như của tôi. Thì lấy ví dụ như hiện tại thì tôi sẽ có rất là nhiều cái trình quản lý doanh nghiệp khác nhau. Thì bây giờ tôi chọn vào một trình quản lý doanh nghiệp bất kỳ. Ví dụ tôi chọn vào trình quản lý doanh nghiệp hiện tại ở đây như bạn đang thấy màn hình là Sơn PS. Sau đó khi mà vào bên trong rồi thì tôi sẽ chọn bước tiếp theo, đó là cài đặt cho doanh nghiệp của mình. Bạn có thể bấm vào cài đặt doanh nghiệp ở đây hoặc là bấm vào tất cả công cụ rồi cài đặt doanh nghiệp cũng được. Đó thì đây thì nó dễ dàng nhìn thấy hơn. Sau đó khi mà bạn vào tài cài đặt doanh nghiệp rồi thì bạn có cái giao diện giống như hiện tại mà các bạn đang nhìn thấy của tôi. Thì bạn bấm vào phần trang. Sau đó các bạn thêm một cái trang ở đó, thêm trang ở đây đó. Khi mà bạn thêm trang để bạn sẽ chạy quảng cáo cho cái trang fanpage đấy, nên trước khi mà bạn add tài khoản doanh nghiệp và cái fanpage vào với nhau thì bạn cần phải có một cái fanpage trước đấy. Và lưu ý là trước khi mà bạn chạy quảng cáo đó thì bạn cần phải đăng bài viết lên cái fanpage đó trước để tạo được cái uy tín, tránh trường hợp là khi mà bạn add tài khoản quảng cáo, sau đó bạn add tài khoản thẻ tín dụng vào để chạy quảng cáo thì nó sẽ dễ dàng bị đóng tài khoản do Facebook sẽ nghi ngờ cái hoạt động của bạn có vấn đề, tại sao lại làm tất cả những cái việc đấy trong cùng một lúc, một thời điểm như vậy. Thì nó sẽ dễ dàng sinh ra vấn đề là đóng tài khoản. Nên khi mà bạn tạo ra tài khoản doanh nghiệp, tạo ra fanpage và add tài khoản quảng cáo thì sau đó bạn chưa có chạy gì hết, bạn chưa có chạy quảng cáo mà cứ đăng bài lên để tạo sự uy tín, đăng bài, đăng video, đăng hình ảnh, thêm phần mô tả giới thiệu cho đầy đủ avatar và cover vào. Thì sau đó thì bạn để khoảng 1-2 ngày sau thì bạn mới vào trình quảng cáo để chạy. Nên tôi sẽ chưa có gửi cho bạn ngay cái video để hướng dẫn chạy quảng cáo như thế nào. Thì bạn cần phải làm gì đây? Trước khi mà bạn chạy quảng cáo thì bạn hãy xem hết tất cả những video của tôi về cái tư duy chiến lược để làm sao chạy được quảng cáo một cách làm sao đó để cho nó giảm cái ngân sách quảng cáo của bạn đi. Nó rất là nhiều người ở bên ngoài kia họ chạy quảng cáo mà bị sấp mặt, mà bị quảng cáo không ra đơn, không ra comment, không ra số điện thoại, hay là ra nhưng mà nó bị lỗ vốn. Đó, hoặc là bạn đưa cái tài khoản quảng cáo của bạn cho nhân viên chạy quảng cáo hoặc là thuê một người nào khác chạy quảng cáo giùm bạn thì bạn không biết cách để quản lý họ. Thì bạn cần phải xem những video của tôi về tư duy. Thì cái tư duy nó chiếm 80% sự thành công của bạn. Thì bạn yên tâm rằng cái tư duy này nó chả có liên quan gì đến việc là cầm tay chỉ chuột hết. Bạn xem video và xem cái cách mà tôi đã chạy quảng cáo với cái tư duy như thế nào. Nó sẽ giúp cho bạn giảm đáng kể cái tiền ngân sách quảng cáo từ nay về sau trong suốt phần đời kinh doanh của bạn. Đó thì những cái video đó tôi chia sẻ về quy trình marketing của nhà quảng cáo bậc thầy so với nhà quảng cáo thông thường như thế nào. Tôi chia sẻ cho bạn cái mô hình để chạy ra quảng cáo được 200 đơn hàng mỗi ngày, tạo được doanh thu cả 1 triệu đô la, khoảng 20 tỷ đồng mỗi năm. Doanh thu này, đây tôi đang nói là doanh thu. Đó là bạn cách làm sao đó bạn có thể nhân được đội nhóm ra. Đó. Hoặc là bạn sẽ cần phải testing sản phẩm như thế nào, bạn chọn nguồn hàng ở đâu, bạn tìm ý tưởng và quy trình để bán hàng tạo được 200 đơn hàng một ngày. Rồi 5 bước để bạn cần phải chuẩn bị gì trước khi chạy quảng cáo. Hướng dẫn bạn những cái làm sao đó để bạn có thể giỏi được về con số, giỏi về cách để tính toán và đo lường ngay cả khi mà bạn nhìn thấy con số rồi là bạn đã cảm thấy đáng sợ rồi. Đó. Thì trong video này thì nó sẽ rất là ngắn thôi, đơn giản lắm. Thì khi mà bạn bấm vào cái phần trang này thì bạn thêm một cái trang bất kỳ của bạn vào. Bạn gõ cái tên trang ra xong đó bạn ép cái trang nó vào và bạn bấm vào thêm trang. Sau khi mà bạn bấm vào thêm trang rồi á
thì bạn quay vào cái bước tiếp theo này, bạn bấm vào tài khoản quảng cáo. Sau đó bạn chọn vào một cái còn tài khoản quảng cáo bất kỳ. Đó, bạn bấm vào phần xem phương thức thanh toán. Thì trong cái phần xem phương thức thanh toán này á, thì bạn sẽ add cái tài khoản Visa, Mastercard của bạn vào, để sau này khi mà nó trừ tiền quảng cáo á, thì nó sẽ trừ tiền quảng cáo vào đây. Và hãy đảm bảo giúp tôi là tài khoản quảng cáo của bạn nó phải có tiền. Được chưa nào? Đó, tài khoản quảng cáo của bạn nó phải có tiền. Thì bây giờ tôi sẽ nói cho bạn lại cái quy trình để bạn có thể dễ dàng hình dung hơn. Rồi, thì đầu tiên này, khi mà bạn chạy quảng cáo á, trước khi bạn chạy quảng cáo á, thì cái việc đầu tiên bạn phải có một cái fanpage. Đó, một cái fanpage. Và khi mà bạn phải có một cái fanpage này á, thì việc đầu tiên đó là bạn cần phải đăng hình ảnh, thông tin, cover, avatar đầy đủ. Đó, và có video, có hình ảnh thì càng tốt. Khi mà bạn có fanpage xong rồi thì bạn xem cái video tiếp theo của tôi, đó là video hướng dẫn để tạo một cái tài khoản doanh nghiệp. Tài khoản doanh nghiệp thì trong cái video tôi sẽ so sánh cho bạn biết là tại sao bạn cần phải tạo tài khoản doanh nghiệp mà không phải tạo tài khoản cá nhân. Đó, tài khoản cá nhân hoặc là tài khoản doanh nghiệp thì bạn có thể tạo được một trong hai cái, thì tùy vào sự lựa chọn của bạn. Đó, khi mà bạn đã tạo được tài khoản doanh nghiệp thành công rồi thì bạn đang coi cái video này, đó là bạn sẽ add cái fanpage này vào trong cái tài khoản doanh nghiệp. Đó, bạn kết hợp cái fanpage cộng vào tài khoản doanh nghiệp để cho nó kết nối với nhau. Và bạn add cái thẻ để sau này khi mà bạn chạy quảng cáo thì Facebook nó sẽ trừ tiền vào cái thẻ tài khoản này. Đó, rất là đơn giản thôi. Đây, giờ lại quay lại. Đó, khi mà bạn sẽ thêm phương thức thanh toán, đây, thêm phương thức thanh toán ở chỗ này. Sau đó thì bạn nhập cái cách thanh toán là cái thẻ Visa, Mastercard hoặc là thẻ tín dụng của bạn vào trong cái phương thức thanh toán ở đây. Sau đó bấm đồng ý. Vậy là xong cái bước này. Bước này thì quá đơn giản rồi. Tôi nghĩ rằng nếu như bạn còn thắc mắc nó thì thứ nhất, một là bạn có thể lên trên Google hoặc là YouTube để bạn xem những video hướng dẫn. Hoặc hai á, là nếu như bạn là chủ doanh nghiệp, bạn không có giỏi về cái này thì cái điều tốt nhất là bạn nên hỏi nhân viên. Thì nhân viên của bạn sẽ họ giỏi về kỹ thuật hơn. Bạn không cần nhất thiết phải làm những cái điều này. Nên video này tôi chia sẻ cho bạn rất là nhanh thôi, cực kỳ đơn giản vậy. Ok, và hãy nhớ rằng là hãy coi những video hướng dẫn của tôi. Và nếu như bạn chưa có đăng nhập vào để đăng ký cái khóa học tự chạy quảng cáo Facebook thì bạn hãy bấm vào đường link phía bên dưới video ở phần mô tả, thì tôi có để lại đường link và bạn đăng ký email vào đấy. Tôi sẽ gửi cho bạn email mỗi ngày về hướng dẫn chạy quảng cáo Facebook. Và bên cạnh đó thì bạn cũng có thể tham gia vào trong group, đó là group tự học quảng cáo ở đây. Thì tôi đều để cái đường link phía bên dưới mô tả video. Bạn hãy bấm vào đường link đấy và tham gia vào nhóm. Tôi sẽ xét duyệt nó mỗi ngày. Rồi, và cảm ơn bạn đã xem video này. Hãy đăng ký kênh, subscribe kênh để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới. Và đừng quên bấm vào nút like video. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn.